rồi lên 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 Ủa chăm sóc cho luôn hả? Ai ăn cái nào? Con chó nó nghe lạ là nó vậy á. Để nhà không lời á anh Kim. Để nhà không lời á anh Kim. Đi nói chuyện lên hả? Hay tắt nhạc chút rồi bỏ nhỏ lại thôi. Tiền nào mà nhỏ bỏ nhỏ. Rồi mày rồi. Hôm nay là rồi lên đi. Bao nhiêu tuổi không cũng không tới. Hả? Nhiều tuổi rồi. Năm mươi mấy nó được à? Năm mươi tám. Hôm nay là sinh nhật anh Hải 58 tuổi. Tất cả phong vi gia đình anh cô chú bác tới chúc mừng anh Hải. Chúc sức khỏe à. Tràn đầy sức khỏe và luôn luôn mạnh khỏe. Bravo. Rồi vô mời bà con vô hết đi, vô đi, vô ngồi đó đi. Muốn bút súp trước rồi ăn súp trước rồi mới ăn cái này à, là sao rồi ăn gỏi trước rồi ăn súp rồi sao rồi không được rồi ngồi vô bà con ngồi vô đi Ăn miếng sốt nữa. Đi sao con xin? Đi. Chúc tao vừa. Đi. 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 Đi
Mày làm liên con mấy cái gì không? Bà sống 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 rồi sống 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 ngọt vậy. Làm đi không? Chị vô đi vào. Chị vô đi vào không? Chị mệt lắm không? Sao còn ghế là sao ta còn ghế này còn nè chị vợ gì vợ chơi với cam chị vợ đây là mất tật đủ con ăn gì vậy? Thịt bò thịt tươi. Ăn gì vậy? Lấy nước anh chưa thành không? Anh tân. Chị quay đó chị nói năm. Chị là phụ nữ. Nó lớn rồi. Phụ nữ thì là sinh Nó biết đi xa còn ai nữa? Không sao đó tới. Mình tới sao ăn sao kia? Không ngồi ăn đây. Ăn đi, ngồi ăn đi. Đó là mùi. Bảo ơi. Rồi ngồi vô đi ngồi. Ngồi đi, ngồi đi. Ngồi đi, ngồi đi. Ngồi đó. Ngồi đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.
Cái này cái gì?